Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 họp phiên đầu tiên theo hình thức trực tuyến toàn quốc với sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các phó thủ tướng. Phiên họp chính dự đón tiếp đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Dương Ninh Quệ, cùng các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước, các bộ ban ngành, mật trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội trung ương cùng dự. Tham dự tại đầu cầu Cần Thơ có đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, đồng chí Trần Diệt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố. Tại hội nghị, những vấn đề then chốt quan trọng nhất trên các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh được dành nhiều thời gian tập trung thảo luận. Đặc biệt, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu chỉ đạo rất quan trọng mang tính gợi mở, định hướng và giao nhiệm vụ cho chính phủ nhiệm kỳ mới đồng chí Tổng Bí Thư đã khái quát quá trình phát triển và các thành tựu đạt được để chính phủ khóa mới tiếp tục kế thừa, phát huy, làm tốt hơn nữa hay hơn nữa chính phủ các khóa trước. Trong quá trình này, cần luôn quan tâm nghiên cứu, nắm chắc vận dụng đúng các vấn đề có tính nguyên tắc đã được thể hiện trong cương lĩnh đường lối cơ bản của đảng về cách mạng nước ta. Tiếp tục thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, khóa 12, gắn giới chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa 12. Tổng bí thư gửi gắm niềm tin và chúc chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 với khí thế mới, nỗ lực mới, quyết tâm phấn đấu lập nhiều thành tích mới, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin yêu và kỳ vọng của đảng, nhà nước và nhân dân. Thay mặt chính phủ tiếp thu phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, đây là nguồn động viên chia sẻ khích lệ cổ vũ to lớn là những định hướng chỉ đạo có tính khái quát, tổng thể, toàn diện, xuyên suốt, sâu sắc, có trọng tâm, trọng điểm cho chính phủ khóa mới và cả giai đoạn tiếp theo. Tiếp thêm sức mạnh để quyết tâm xây dựng chính phủ đổi mới, liêm chính, kỹ cương, hành động, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ. Tiếp tục lan tỏa tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm, truyền cảm hứng, nhân lên sức mạnh để toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta, trên dưới một lòng, nỗ lực phấn đấu đưa đất nước sớm vượt qua đại dịch, phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, tiếp tục kế thừa và phát huy những thành tựu qua các thời kỳ, nhất là chính phủ khóa 14. Thủ tướng yêu cầu từng thành viên chính phủ, từng cán bộ công chức viên chức ở tất cả các cấp các ngành, các địa phương, cơ quan đơn vị, đoàn kết, chung sức đồng lòng, nỗ lực phấn đấu bằng những hành động cụ thể, thiết thực, hiệu quả quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội 13 của Đảng và nghị quyết quốc hội khóa 15 đã đề ra.